Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành gì đây, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plants Vs Zombies 2 nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì mình sẽ xem là chúng ta có thể làm được cái event gì không. Thử cái Wintermine. Đây này anh em ơi, chúng ta được phép sử dụng cái cây Wintermine, một cái cây mới, một cây mai của mùa đông cho cái màn chơi này. Để xem chúng ta sẽ có thể toàn là cây lửa thôi, toàn là zombie lửa nha. Chắc chắn nó sẽ cho mình sử dụng cây băng, không phải à? Tôi tưởng sử dụng cây băng ta. Rồi mình đang xem nó bắt ở đâu. Đây, ok. Bắn đây phát này, từ từ. Rồi, tao hay một cục băng luôn anh em ạ. Bá đạo chưa? Ngon. Cục băng này thì nó sẽ rất chi là khỏe nha. Wow wow, mình thấy thích cái này ở đấy. Đặt đây phát. Đấy, đặt đây phát này. Cho nó vào đây. Cho nó đứng đây luôn là hay. Mình sẽ đặt ở phía trên này. Toàn cây băng là băng thôi. Đặt ở phía dưới này luôn này. Bắn luôn. Cây bắn hai đầu. Cây Wintermine sẽ tạo ra một cục băng anh em ạ. Đóng băng toàn bộ kẻ địch luôn. Cực kỳ là hay nhờ. Mình thấy rất là hay. Hay ho đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ wow, tăng sức mạnh cho những cây băng này. Ui, nó bắn ra cả một viên băng khổng lồ luôn nhỉ. Wow. Ui, chưa kịp làm gì cả. Này, này, từ từ nha. Chúng ta vẫn có thể là phòng ngự được. Phòng ngự đâu đây? Phòng ngự ở đây đi. Tạm thời phòng ngự ở chỗ đấy đã. Băng, 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 băng. Wintermine lên. Yes. Cực kỳ khỏe luôn. Bắn này. Những cái viên băng khổng lồ luôn. Bá cháy. Siêu siêu bá cháy. Đóng băng, nó còn đóng băng xịn đây anh em ạ. Chúng ta có thể tạo ra một cái lớp tường băng được ở chỗ này được. Nào. Một hit này. Từ từ. Mình sẽ có thể là bắn cái con này. Tạo ra một cái đường băng luôn để giết cái con đấy luôn. Đấy. Rồi. Không vấn đề gì cả. Không có Wintermine nhỉ. Đây 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 đây. Đây, phải dùng cái này là cái cực kỳ là chuẩn luôn. Nào, tăng sức mạnh chưa? Chưa cần vội. Chuẩn bị ra sức mạnh nhá, để cho hai đầu à? Hai đầu là đâu đây? Đây nhá. Chuẩn bị tăng sức mạnh này. 3 2 1, bắt đầu. Tiếp tục là đóng băng nó lại. Đóng băng nó lại. Đấy, chính xác. Cực kỳ chính xác rồi đấy. Bây giờ mình cần thêm cây Winter nữa. Chỗ này nó gần tiến chỗ mình rồi. Đây này, là đây hợp lý đấy. Thêm cái chỗ này. Và Wintermine lên nào. Bắn những cái cục băng khổng lồ luôn kìa. Chết rồi. Từ từ. Bình tĩnh. Bắn bằng như thế này cơ mà. Siêu slow luôn này. Dừng lại. Nhưng mà có vẻ hơi yếu. Có vẻ như hơi yếu nhỉ. Đấy. Nó sẽ tạo ra một cục băng trước, sau này khi nào cục băng nó nổ thì cây Wintermine xuất hiện. Con này không làm nổi cái gì cơ. Chết một bé này. Tiếp tục là thêm vào đây. Con này bị đóng băng à? Nó không chết kìa. Vẫn đặt được. Rồi, chúng ta xong được cái phần thử cái cây free anh em ơi. Thử cái cây Mine free của chúng ta. Khá hay nhỉ. Khá tốt đấy. Mình sẽ ra và xem có cái nhiệm vụ gì mới không để mình có thể chơi không. Cái Wintermine thì mình hoàn toàn có thể là mua được rồi. Ok, chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta sẽ ra bên ngoài nhá. Từ từ. Cái này được hai kẹo này, thêm hai kẹo này. Nó lâu nhỉ? Chúng ta được phần thưởng là một cái đầu lâu băng à? Cho thêm cái đầu lâu băng này thì mình mở thử được cái đầu lâu băng này ra xem ngoài có cái gì nhá. Không phải. Đây. Dĩ nhiên sẽ được một cái đầu lâu băng rồi. Đấy, sẽ được cái con Snowpear này thì mình làm gì có con Snowpear này. Nên không thể dùng được. Try Wintermine for free, được thêm hai cái kẹo nữa. Rồi, vấn đề là sao không có tiếng nhỉ? Cái game này không có tiếng ta. Không hiểu luôn, chắc là phải reset lại thôi, kệ rồi. Nghe cái nhạc này cũng được. Rồi nó thử xem là ở bên ngoài này chúng ta sẽ có những cái event gì mới hay không. Đây, event tiếp theo là chúng ta có Very Jetty Festival này. 5 ngày sẽ kết thúc cái này anh em ạ. Một con Jetty khổng lồ. Đây, Jetty khổng lồ đây rồi. Và đây chúng ta sẽ có những cái hàng. Khi đặt đây thì nó sẽ cho mình thêm săn. Đấy, cái này từ cái màn gọi là thế giới cổ xưa đây, Lost City đây. Ui, có thêm cây mới này anh em. Tôi dùng cây mới này. Cái này tác dụng gì đây? Nó là một cái kiểu cái bình ấy nhớ, không biết để làm gì luôn. Chưa. Ok. Cái này để làm gì đây? Hình trái tim mà anh em, hình như là điều khiển tâm trí nó. Ui, nó lớn lên kìa, khổng lồ lên kìa. Chưa. Con này ăn cám rồi. Con này ăn cám rồi. Ồ, cũng khá là ghê ra. Trời ơi, chết rồi. Con này là cẩu cái hình tình yêu của anh em, đúng không? Chính xác như vậy. Thấy cũng bình thường, không nên nói là quá khỏe lắm đâu. Nào, đặt đây phát. Ui, nó càng nó tạo ra nhiều cái ấy kìa. Tạo ra nhiều cái lọ kìa anh em. Mà khi nó có lọ thì nó rất là khỏe. Ú, chết rồi, chỗ này không có cái nào à? Chết rồi. Con này đai rồi. Đây, tình yêu. Rồi ôi. Bá đạo. Slow lại. Không cho đi vào chứ. Đi vào là thế nào được? Không thể vào. Wow. Kinh ấy. Nào, ở đây này. Chúng ta có thêm hai cái đặt phía trên này cho nó. Này, rất đông nhá, rất đông. Ôi chết, có tận 2 cây làm gì đây? Hơi ngáo cần này. Này. Vẫn thể đỡ được, không có vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn thể đánh được. Thêm cây này anh em ơi. Lên nào. Cứ có là đặt thôi, đơn giản. Đặt càng nhiều càng tốt. Đấy, chính xác. Đặt thêm ở đây đi. Rất nhiều luôn. Ui, có Jesty kìa. Hình như có Jesty anh em ơi. Chưa phải tên cuối nên mình sẽ chưa dùng cái kia làm gì cả. Từ thôi. Đấy. Ui, nó khổng lồ kìa. Nó hóa khổng lồ rồi anh em. Má ơi. Sợ thế kìa. Từ. Phá hủy, nổ hết. Slow lại. Đúng rồi. Ấy chà, khá là dị rồi. Bắt đầu bạn đặt mấy cái cây này ở phía đằng sau đi. Đấy, tên cuối chưa ta? Chắc chắn là tên cuối rồi. Này. Đấy. Vào đây. Slow lại. Chuẩn, chính xác. Này thì đặt vào đây này. Hay phết nhờ, cái cây mới này hay. Cây tên là gì ta? Cây mới tên là gì ta? Nhìn trông hay thật. Có cái hình tình yêu đằng sau này, trái tim này. Tác dụng của thấy nó bắn như kiểu là bắn tạo hình trái tim thì không biết là cái gì. Mình cứ tưởng nó sẽ điều khiển là cái bọn kia cơ, nhưng không phải. Nó là một cái kiểu khoác à. Premium Sys Mr. Toy này. Cái cây bắn này. Thử cái level up, cái Wintermine for free này. Cái này hình như là chúng ta sẽ có thể được lên level cao, được 3 kẹo này. Đánh thôi. Nó cho mình đánh thì mình cứ đánh thôi. Tội gì mà không đánh đúng không? Lên nào, chúng ta sẽ tiếp tục chơi. Toàn lửa là lửa thôi. Và có cả gà, có cả con đấy. Nó vẫn cho cây á, vẫn là cái này à? Đánh lại à? Không hiểu lắm. Rồi, tạm thời để đây. Ok, để đây luôn. Đang bắn hai phía như thế này. Hơi cao quá rồi. Rồi, chúng ta đặt ở phía này nha, phát này. Có cả dòng lửa. Ok, dòng lửa. Rồi, chúng ta sẽ là đặt nó ở đây luôn này. Một hit này. Ok. Bắn siêu mạnh luôn đấy. Ui, siêu mạnh luôn. Nhìn thấy bá đạo chưa? Wow. Cực kỳ bá đạo nha. Chúng ta có thể sử dụng. Đặt ở đâu đây? Đặt ở phía bên này đi. Ơ, chưa hết tác dụng à? Chưa hết tác dụng luôn kìa. Lâu thế kìa. Cái cây cấp 10 à? Hay sao mà nó khỏe thế? Bá đạo vậy. Mất đầu hết. Đâu rồi, lên nào, đại bác dưa hấu đâu, lên. Ôi, toàn cây băng kết hợp với nhau như thế này thì đúng là không thể nào mà đỡ được, không có cửa mà đỡ được nha. Này, đố vào được luôn, chuyên băng là băng rồi, sợ thật. Má ơi, khủng khiếp, ôi, đặt đây thì hơi cùi bắp rồi. Boss ở trên này, anh em. Tập trung, đánh luôn. Siêu slow đây, nó sẽ vã mình rồi, đảm bảo nó sẽ vã mình. Ý da, này này, đóng băng này. Hai con boss, ở hai bên như thế này quá khỏe. Level mấy cho cái Wintermine nhỉ, mà nó khủng khiếp thế này. Ta sức mạnh cho toàn bộ cây băng, có mỗi cây hai đầu là khỏi cây băng thôi. Có rất nhiều thứ thì mình có thể chơi được nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần ấy đi. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần Piñata Party của chúng ta, xem là hôm nay là chúng ta sẽ phải đối đầu với cái cây gì. Quest complete này, và mình hoàn thêm đó chính là 3 cái kẹo nữa, là mình có tổng số là bao nhiêu kẹo đây? Nhiều kẹo lắm. Không biết là bao nhiêu kẹo luôn. Chúng ta chuyển qua Piñata Party trước nha. Event này, event nó sẽ thay đổi theo cái event Piñata Party, nó sẽ thay đổi theo đó, cửa mùa đông chính xác. Ô, có cả boss cầm cái cây kẹo kìa, đẹp phết nhá. Ôi, có bom nổ à? Để xem nào. Ây, cây này à, cái cây này hình như là bắn cho nó để kiểu slow hay sao ấy, đáng dại như vậy. Đúng nhỉ, đúng rồi. Tạo ra cái bãi này nó rất bị slow này. Nào, bật hết luôn. Pong. Hay phết. Nào, slow đấy anh em, hơi nhìn cho phải dị quá. Hút. Bây giờ cái mũ được trang trí thành ra là rất là đẹp, rất là hài. Ok men. Nổ đây, đã xong. Cái mũ được trang trí cái nơ của Giáng sinh rồi anh em. Hay phết. Nào, ok. Đặt hai bên hai cái này. Slow lại, hút tất cả gì có thể. Ở đây cái này nó khá là khỏe rồi. Bây giờ đặt cái phía này, nó hút được mà. Ôi, ông già Noel tặng quà Giáng sinh nhỉ. Ai, chà chà, ghê phết nhỉ. Vào đây, bị slow rồi, đặt đấy phát nữa này. Vỡ đầu mà chết. Hay. Phát này nữa đây. Rồi, chúng ta có thể cho nổ được mà. Tốc độ lên không cần phải quá chậm này đâu. Nó cũng chẳng thể vào được. Vấn đề là, ôi, nó vào thật. Vào được đấy nha, nó vào được đấy nha anh em. Không phải không vào đâu, vào được đấy. Có boss chưa ta? Không ăn thua luôn. Thật sự không ăn thua luôn. Cho cái này ăn được không? Cho ăn tăng cái gì không? Ui, siêu slow ạ, siêu slow ạ anh em ơi. Ui, hơi khó chịu. Bắn thôi, bắn thôi. Đáng nên cho cái này ăn thì hợp lý hơn. Nó đấm, nó đập cái cây của mình rồi. Từ từ chúng ta sẽ cho cái này ăn nha. Lên nào. Vỡ hết đầu. Khá ổn. Tốt, mày quá. Chúng ta vẫn hạ gục được nó anh em ạ. Lắm boss thế nhờ. Toàn boss là boss thôi. Cố gắng nào, cố gắng nào. Cố lên. Bị slow rồi nhưng mà nó vẫn đánh được. Ghê nhỉ. Này. Ui, đấm vỡ cái cây đằng sau của mình rồi. Chết rồi. Con này là đai à, con này sấp mặt rồi. Anh em. Ai chà, nó có chỉ còn boss đằng sau thôi. Cố lên nào. Vẫn bị siêu slow rồi. Cái này không có nhỉ. Cái này hết cây ấy rồi, hết cây slow rồi. Chết một con. Đây, bây giờ tập trung đánh vào cái chỗ giữa này. Mày đánh hộ cái. Mày đánh hộ cái. Mày đánh hộ cái. Mày đánh hộ cái luôn đi. Vẫn còn slow, vẫn còn thêm cây rồi. Con này thì không chết, không phải chết. Khó chịu ở nhà, khó chịu này. Cuối cùng mình đã hạ xong nó. Cực kỳ tốt và chúng ta sẽ kiếm thêm được ít vàng. Không, mình đang cần cái vấn đề chính là mình đang cần cái cây cần cái cây gu pesutter đúng không? Mình có thể mình đi mua đi cho nó đủ đi. Mình sợ mình không kịp lấy mất. Để xem mà trong cái cửa hàng nó bán gu pesutter còn bao nhiêu ngày nữa. Đây, nó vẫn bán nhưng nó không có ghi là cần bao nhiêu nữa. Mình sẽ mua 25 đồng một cái đấy, 25 game đấy. Không hề rẻ đâu. Tốn khá nhiều ấy mà không biết có đủ không ấy. Đây này. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ đi mua cái cây khác đã. Để xem là nó có bán cái cây gì nữa không. 25 đồng cho cái Wintermine để nâng cấp lên. Ở đây thì Wintermine nó sẽ có giá là 100 kẹo đúng không? 100 kẹo. Không phải. Thế nó ghi giá 100 kẹo mà. Này, cái gói package thôi. Mình không có thấy nó bán 100 kẹo mà nhỉ. Sau này không thấy bán nữa rồi. Thôi mua cái cây ba đầu ở trước này để nó tặng mình thêm 5 game. Wow, level 5 kìa. Khá bá. Laser beam thì cũng rất là cần thiết trong một số trường hợp. Thật ra thì điều cũng không cần lắm. Tại vì chúng ta đã có cây Shadow Weaver rồi. Nó khả năng bắn xuyên, khả năng slow. Nó tốt hơn cái cây này. Cây này chỉ khả năng bắn xuyên thôi. Nhưng mà cây Shadow Weaver phải kết hợp với Manflower thì mới có khả năng bắn xuyên. Cái này đứng một mình được. Có rất nhiều lựa chọn để ta có thể đánh trong này. Rồi, kiếm thêm một ít game và mình sẽ quay trở lại với Butter Z nha. Butter Z này anh em. Nào, ok. Chiến thôi. Butter Z thì như chúng ta sẽ có một cái chiến thuật mới mình muốn áp dụng trong cái trường hợp này. Để xem không biết có hiệu quả bằng cái chiến thuật cũ không. Thế deck này nhờ nó kích mình sao phải Butter Z vậy? Không cho chơi Butter Z luôn. Đấy, ok. Billy 1 và mình là hình củ khoai tây, của nó là Hoàng Dương. Rồi, chúng ta sẽ không qua là mình dùng cái chữ thuật này đúng không? Mình sẽ đúng rồi, mình có chữ thuật mới, mình sẽ không cần dùng cái này. Cái này cần không nhỉ? Cái này tạo ra một cái lớp giáp rất tốt, rất là tốt đấy. Rồi đang suy nghĩ xem nên là đánh kiểu gì. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cây này này, cây tạo giáp này là một này. Spear Mine là hai này, cái lửa thì sẽ bỏ đi này. Cái này thì mình sẽ bỏ đi này. Blower có được dùng không nhỉ? Hay nó khóa cả Blower rồi? À, Blower mới được dùng cái này. Blower nâng cấp lên khỏe lắm anh em ạ. Blower level 4 luôn. Yeah. Blower level 4 và nó giá còn có sao tưởng là 25 đồng, vẫn là 50 đồng à? Blower thì phải kết hợp với cái gọi là cái Pier Sorter của cổ đại. Đây đây. Đây level 4 luôn. Ok, chúng ta sẽ chơi cho anh em xem nhá. Cái này thì mình sẽ thay bằng cái cây đó chính là tạo khiêng. Cái tương lai ấy, cái primer tương lai ấy, đâu rồi? Infinite đúng không? Nó là Infinite không phải primer. Rồi. Nào anh em, chiến đấu nào. Có vẻ như hơi khó đấy. Let's rock nào anh em. Cái này để lại này, cái này tiếp tạo luôn này. Rồi ok, rồi chúng ta có thể vẫn tạo được anh em ạ. Rồi, nó đã bắt đầu là nó sẽ mình sẽ có thể là bảo vệ được chính bản thân mình như thế này. Khá là tốt đấy. Cái này còn chưa lên cơ. Từ từ. Rồi ok. Mình có tạo được một lớp giáp rồi nhỉ? Tại sao có một lớp giáp vậy? Một lớp giáp thì không ăn thua rồi. Nó hút còn nổ còn chết mình cơ. Có vẻ như chiến thuật này không ổn lắm anh em ạ. Chắc em mình nên tạo một cái lớp đầu tiên trước. Rồi mình sẽ chắc là phải chơi lại thôi. Hay tiếp tục chơi đi. Chết thì vẫn chưa chết được. Rồi chết thì vẫn chưa chết được. Phá hủy cái này ra để cho nhiều săn hơn chăng. Được rồi, ok. Không vấn đề gì. Nhưng mình mất hai con rồng lửa hai bên. Hai con rồng băng hai bên rồi. Cố thì vẫn có thể là đánh được thôi, chẳng vấn đề gì cả. Các vẫn có thể là chơi được thôi. 50 đồng ấy, đắt đỏ thế nhờ, đáng nên để dùng cái này trước. Xong rồi tía dùng cái Blower sau. Blower không cần phải dùng quá nhiều như thế này đâu. Dùng cái này trước anh em ạ. Đây 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 đây. Đấy, có thể là nó sẽ ra được như thế này. Rất tốt luôn. Đấy, ok. Rồi, chúng ta cần thêm cây. Trời, mất lớp giáp rồi. Mất lớp giáp bảo vệ rồi nha. Chúng ta sẽ bị mất lớp giáp bảo vệ rồi anh em. Ấy 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 ấy. Đấy, ui rồi bị mất lớp giáp bảo vệ rồi. Quả này thì vỡ mồm rồi. 180.000 kìa. Nào 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 nào, cho có tận 3 lớp giáp. 3 lớp giáp này vào đây, bắn luôn. Không cần quá cần thiết đâu. Đây rồi, như thế này là ok, theo mình nghĩ là rất đẹp. Này này, cắn này, cắn này. Cắn này, cắn này. Không hề dễ mà có thể vào đây được không? À, 34 giây mà mình vẫn được hơn 200.000. Có đấy mà bỏ qua mà bỏ đi. Ôi giời, mình có rất là nhiều cái này mà. Tại sao không dùng ta? Không dùng thì hơi bị phí. Này này, không dùng thì hơi bị phí luôn. Rồi, còn mấy giây nữa mình có thể mình dùng nốt cái tuyệt chiêu cho cái con này đi là xong. Chúng ta vẫn lên được điểm, không vấn đề gì cả. Thổi, đấy, thổi được một số cây đấy đúng không? Không phải là quá tệ đâu. Này, bắn này. Bắn này, đừng có đùa. Blower vẫn được hơn 300.000, 397.000. Cái này phải trước này phải nhanh tay hơn nữa thì mới được. Rồi, mình có được một chiến thắng ở trong này luôn này. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc hôm nay nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Plants Vs Zombies 2. Bye bye.